Vâng, hello chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em đã có một thông tin chấn động cực kỳ mới, mà có lẽ là chưa có một video nào mà em có thể nói là phân tích những cái nội dung mà theo em tìm hiểu được thì nó lại chấn động như thế này. Em rất mong tất cả quý vị khán giả khi xem video của em thì sẽ xem hết cái video của em để hiểu cái nội dung của em muốn truyền tải. Bởi vì rất nhiều người chỉ xem 1 phút, 2 phút thôi thì chưa hiểu được những cái dẫn chứng cụ thể mà em đã đưa ra để phân tích những nội dung sâu chuỗi lại sự việc. Tất cả vì công lý thì đòi lại công bằng cho Vân An và đòi lại công bằng cho những người yếu thế, cụ thể là những đứa trẻ sau này. Và tất cả thì sẽ có trong video ngày hôm nay. Rất mong tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Và trước khi cập nhật cái thông tin mới thì hôm nay thì em cũng có đó. Hiện tại đã có đủ tất cả những sản phẩm em đang kinh doanh. Hiện tại em đang bán bò khô sợi, bò khô miếng ha. Rất mong được tất cả quý vị khán giả ủng hộ em một cái hộp sản phẩm như thế này ha. Nó chỉ với mức giá là 250k. 250k này em nói luôn ha, thì em sẽ lời 50k, nhưng mà mất 30k tiền ship rồi ha quý vị. Đó, nên là lợi nhuận của em thu về là 20k một hộp này. Cũng rất mong quý vị là ở xa ấy thì quý vị ủng hộ giúp em hai hộp. Chứ một hộp mà ở xa quá ship hết 40.000, còn lời 10.000 nó không đủ chai nước đâu. Rồi, và không có nói lăng nhăng để quảng cáo nữa quý vị nhé. Bởi vì đây cũng là một cái nhu cầu kiếm sống, quý vị thông cảm giúp em. Em sẽ vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Có lẽ là những cái phân tích của tất cả chúng ta đã bỏ lọt một người mà rất quan trọng và có thể nói là mấu chốt của vụ án này. Và em đã phải thức nguyên một đêm. Đến bây giờ khi em quay clip này thì đã đến 3 giờ sáng rồi quý vị, để em thu được một clip như thế này. Thì sau một quá trình nghiên cứu tất cả những cái hồ sơ về vụ án của Vân An, tất cả những cái nguồn tin cập nhật về, thì em cảm thấy là tất cả chúng ta, tất cả các kênh YouTube, tất cả mọi người đã bỏ lọt một người. Mà một người này có thể nói là làm thay đổi vụ án này. Quý vị biết là ai không? Từ từ. Nếu như mà cơ quan chức năng không khôi phục được camera thì chính con người này mới là mấu chốt của vụ án. Thực sự mà em mà nói, để em nói với quý vị các bạn phân tích clip này thì rất là bức xúc. Người đó là ai? Người đó chính là người đã đem thi hài của Vân An đi hỏa thiêu ngay. Vì sao lại như vậy? Chúng ta hãy ngược lại thời gian một chút, bình tĩnh một chút ha. Bởi vì cái nội dung của video ngày hôm nay rất dài. Em rất mong là em sẽ phân tích dựa trên những yếu tố có sẵn, và sau đó em sẽ phân tích ở cuối cái video. Nên là em mong quý vị đừng có ai nói với em là đọc những thông tin cũ quý vị nhé. Bởi vì phải có cũ thì mới có mới. Nếu như chúng ta chỉ cần những thông tin mới thì chúng ta không có, những người thì chưa đọc những cái thông tin cũ thì sẽ không hiểu được. Chúng ta hãy quay lại thời gian và đọc cái bài báo của Vietnamnet có nói rằng là bé gái Nguyễn Thái Vân An ấy, sau khi tử vong đã bị mang đi hỏa táng ngay để xóa dấu vết. Và nhờ dữ liệu khôi phục camera nên cơ quan điều tra mới điều tra được cái vụ án này. Và đó cũng trùng khớp với lời của luật sư Nguyễn Anh Thơm, là Trang và Thái chỉ khai là đánh đập một chút thôi, là học hành thôi, chứ không có liên quan gì hết. Nhưng mà khi cơ quan chức năng ấy, luật sư ấy, đã lấy được cái điện thoại của Thái và khôi phục được toàn bộ những clip đó thì lúc đó các luật sư mới tá hỏa, mới giật mình, mà không thể ngờ được là cái vụ án này nếu như không có cái điện thoại đó thì cái vụ án của Vân An nó sẽ đi qua một cái hướng khác. Vậy thì ai là người quyết định trong cái vụ án này? Em không dám nhắc thẳng tên bởi vì nó sẽ là một cái gì đó nó không có an toàn quý vị nhé. Nhưng em nói là chị gái của Thái là người đã giới thiệu với gia đình là đưa em đi hỏa táng ngay ha. Đây là một cái gọi là bỏ lọt tội phạm. Bởi vì nếu như không khôi phục được camera và Vân An thì đã bị hỏa táng thì không còn cái bằng chứng nào có thể chứng minh Thái với Trang, và Thái với Trang sẽ thoát tội. Và người giúp sức ở đây là ai? Là chị của Thái. Quý vị thấy không? Khi chúng ta sâu chuỗi lại sự việc, chúng ta mới thấy là nó rất là nghiêm trọng. Tiếp theo nhé. Đây, ở đây có một cái thông tin là sở dĩ khởi tố được cặp đôi này
là bởi cơ quan điều tra đã phục hồi được camera mô tả việc Di ghẻ và Thái tra tấn Vân An như thế nào. Clip là bằng chứng không thể chối cãi về hành vi phạm tội phi nhân tính của Võ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Chúng ta có thể nói ở đây là cái hành vi của cặp đôi này thì nó không còn phải là một con người nữa, nó quá tàn độc rồi. Nhưng trong vụ án này nha, quý vị nghe rõ nhé, lời khai của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái gần như không còn giá trị và không có sự tin cậy. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã thống nhất và bàn bạc với nhau. Quý vị hiểu không ạ? Có nghĩa là Thái và Trang và ông nội của Thái là khai với nhau là cháu bị sặc sữa nha. Đây, có lời khai giống nhau để phủi bỏ trách nhiệm. Và nếu được định hướng lời khai thì phải là người có chuyên môn về loại tội phạm hình sự. Ai là người có chuyên môn? Ai là người có chuyên môn để khi mà cháu Vân An qua đời một cái là bọn chúng lập tức có một cái lời khai là cháu bị sặc sữa? Và ông nội cũng là người biết cái vấn đề này. Vậy thì ai quý vị? Ai là người có cái chuyên môn đó? Và khi cháu tử vong đưa đến bệnh viện, làm việc bước đầu với công an, thì Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang có lời khai là cho bé ăn, cho bé uống 3 hộp sữa và đỡ bé lên giường cho bé nghỉ và hỗ trợ cháu ói và hô hấp nhân tạo và hút thức ăn trong mũi miệng của cháu đến bản giám định pháp y kết luận. Có nghĩa là ông nội với thằng Thái và con Trang khai là bị sặc đồ ăn nên là đưa vào nhà vệ sinh ấy, là để hút cái đồ ăn trong miệng ra bị sặc. Quý vị nghĩ 8 tuổi sặc cái gì? Sữa thì không có, đồ ăn thì không cho, nước thì không cho uống. Sặc cái gì quý vị? Đấy là đánh đập. Em nói cái video trước đó là đánh đập, rồi là những cái khi mà cháu đau đớn quá đấy xuất cái phân ra ngoài và nó đã bắt bé úp cái mặt xuống đấy. Thực sự em nhắc lại thôi mà em thấy đau đớn trong tim. Em không phải là người thân trong gia đình, chỉ là một người dưng nước lã, chỉ là một người làm truyền thông, làm thông tin thôi. Nhưng em đọc lại em vẫn thấy cảm thấy rợn cái óc. Quý vị ạ. Tiếp theo nhá. Với những lời khai có thể nói là về hành vi của Thái Trang thì nó không đúng với sự thật. Bởi vì bọn chúng có những cái lời khai khác. Đó, ở đây có một cái thông tin nữa. Đó chính là về cái việc là bác Vinh nha, bác Nguyễn Quang Vinh. Ở đây là bác ruột của bé Vân An, là anh trai ruột của chị Hạnh, mà đến nay vẫn là người đứng ra, có thể nói là trả lời truyền thông, cũng lại lại là bác Loan nữa. Đó, là những người gọi là đứng ra, bởi vì là trong cái gia đình ấy, trong cái vụ việc này chị Hạnh quá đau đớn rồi, thì những người bác này sẽ bước đầu là trả lời về cái vấn đề phỏng vấn ha. Ở đây chúng ta sẽ cùng theo dõi nhá, quý vị đừng có bỏ cuộc, bởi vì chúng ta phải xem những dẫn chứng thì chúng ta mới biết được cái vụ án này nó như thế nào. Tiếp theo là nhớ lại khoảnh khắc cùng em gái đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa để nhìn cháu gái một lần cuối. Đội ngũ pháp y thực hành khám nghiệm và anh Vinh cũng không thể nào kìm nổi nước mắt và nhận diện đúng là bé Vân An rồi. Gia đình muốn xin chụp ảnh cháu nhưng không được phép. Và chúng tôi không được theo dõi khám nghiệm vì bố cháu mới là người giám hộ. Mà trong khi đó, bố cháu lại chính là người đã hại cháu, truy cùng đuổi tận. Một tiếng đó nếu đưa cháu đi bệnh viện thì cháu đã không qua đời. Nhưng mà chính thằng bố đó đã nói một câu là đưa đi bệnh viện để đi tù à. Và lời khai sau này là nếu như không xóa camera thì sẽ liên lụy đến gia đình tôi, liên quan đến Trang. Có nghĩa là thằng Thái đang bảo vệ gia đình. Vậy gia đình là ai? Chính là chị và ông nội. Quý vị nha, em không nhắc tên nha, nhắc như vậy là mọi người biết. Đây, đau lòng nhất là khi nhận diện Vân An xong, chị Hạnh là mẹ của Vân An ấy, cứ nằm khóc ngất. Và em tôi hoảng loạn liên tục nói là không phải Vân An đâu. Đó. Và tiếp tục cái thông tin này mới gọi là sốc này. Sau khi khám nghiệm xong, gia đình được gọi lại nhận thi hài của Vân An mang về ấy, thì ký biên bản xong khoảng 8 giờ thì đội lo hậu sự do chị của Thái thuê đã làm thủ tục từ 10 giờ trước để đưa cháu ra tòa, ra cái chỗ mà gọi là ra cái nơi mà chùa quý vị, để nhập quan. Có nghĩa ở đây có một cái thông tin là cái đội lo hậu sự này là do chị của Thái đã thuê. Có nghĩa là tất cả nó nằm trong một kịch bản. Đó, khi mà em phải nói là em thức nguyên một đêm, em không ngủ được bởi vì em quá là đau đầu. Quý vị có thể thấy là tất cả các kênh YouTube hiện nay đều là phân tích và mổ xẻ những cái nội dung chuyên sâu. Bởi vì chúng ta đã nói rằng là nó không còn là ở mức thông thường. Bây giờ chúng ta phải bóc tách từng sự việc và phân tích và sâu chuỗi lại. Chúng ta mới nhìn thấy vụ việc là hóa ra còn một người.
cực kỳ quan trọng trong vụ án này chưa bị lôi ra. Và đó mới phải là đồng phạm, đó mới phải là người che giấu, đó mới là người giúp sức quý vị nhé. Tiếp theo là 10 giờ liệm nhập quan cúng cho cháu thì hơn chị thì 9 giờ hơn, ông nội và bác là chị gái anh rể của Thái mới đến. Một lúc sau thì bà nội cháu mới đến. Quý vị thấy là đấy là tình thương của ông bà nội không? Là 10 giờ nhập quan nhưng mà 9 rưỡi thì anh rể với ông nội đến, và 10 giờ kém 15 thì bà nội mới đến, và sau 15 phút thì ra về hết rồi. Đấy, theo họ là thương đấy quý vị. Và em Hạnh tôi quỳ nằm khóc lê lết ở quan tài của bé. Bà nội ngồi nói chuyện với em Hạnh mấy lời động viên ha, là còn nói là việc gì qua rồi thì cứ để qua đi, không muốn nói gì, không muốn ai bị ảnh hưởng gì về chuyện này. Và ông bà còn nói là không có đứa này thì đẻ đứa khác. Quý vị có thấy một bà nội nào mà nhẫn tâm như vậy không? Không có đứa cháu này đẻ đứa cháu khác. Và chuyện đã qua rồi thì để cho qua đi. Quý vị thấy không? Đấy là một cái lời nói của người bà nội. Đây, tiếp theo nha. Là anh Vinh nói thêm là khi bé Vân An mất, chị gái của Thái gọi điện qua lại với anh để bàn chuyện hậu sự. Có nghĩa là khi Vân An mất nhá, chị ruột của thằng Thái đã gọi điện thoại rất nhiều lần cho bác Vinh để lo chuyện hậu sự. Và người chị này đã gợi ý cho gia đình là nên hỏa thiêu em bé ngay, vì nơi mai táng xa thành phố 30-40 km, không tiện qua lại, chôn bé ở xa lạnh lẽo. Trong lúc bối rối, gia đình cũng đồng ý. Quý vị thấy không? Trong lúc bối rối đó vẫn có duy nhất một người tỉnh táo, đó là chị ruột Thái. Quý vị thấy là lúc đau buồn nhất thì chị của Thái đã lo một đội hậu sự phía trước. Và khi khám nghiệm xong thì chị của Thái Lan liên tục gọi điện cho bác Vinh để nói là phải hỏa thiêu gấp, hỏa thiêu ngay. Cái mục đích là để phi tang Thái và Trang sẽ thoát tội. Quý vị thấy chưa? Bây giờ khi phân tích lại những nội dung này, chúng ta mới thấy một người quan trọng nhất mà phải được cơ quan chức năng mời làm việc, đó chính là chị của Thái. Bởi vì chị của Thái nếu như không biết cháu bị bạo hành thì không bao giờ nó lại chuẩn bị một cách tươm tất như vậy. Và nếu như ông nội không biết cháu bị bạo hành thì không bao giờ ông nội biết là cháu bị sặc sữa, té cầu thang. Trong khi đó ông nội của Thái lại là người của bệnh viện Trưng Vương, là người có kinh nghiệm về nghề nghiệp, và có thể nói là, có thể nói nhé, là đã hướng dẫn lời khai. Đó, quý vị thấy chưa? Tiếp theo là ngay thời điểm 2 ngày nhận tin bé Vân An mất, anh Vinh và gia đình vẫn nghĩ là dì ghẻ Quỳnh Trang nhỡ tay đánh vào chỗ hiểm dẫn đến tử vong. Như ngày 25 tháng 12, khi nhận cho cốt bé về, một số người dân chung cư bé chung cư mà sống chung ở nơi bé Vân An đã cung cấp thông tin cho anh là cháu bị bạo hành, rồi là bỏ đói, rồi là hai người này đi chơi. Quý vị ạ, ở Sài Gòn nó không phải là như ở quê đâu quý vị. Ai thì sống nhà đó thôi, ai lo nhà đó thôi. Có khi mình lo chuyện người ta lại bị vạ lây quý vị ạ. Khi cái chuyện nó xảy ra rồi thì chúng ta mới biết là ở đi tố cáo. Nhưng mà quý vị thử nghĩ xem, cho thành phố thì nó không phải như ở quê. Ở quê chính như vậy nó lại có một cái tình cảm đầm thắm ha, có gì đó thì ới với nhau. Nhưng thành phố á, sát tường nhau nhưng mà không biết đâu là nhà này, như này là nhà kia, có khi còn đánh nhau cơ. Đó, nên là cái vụ việc này là gia đình á là rất là đau buồn. Nhưng em phải nhấn mạnh một câu như thế này. Anh Vinh nói thêm, khi bé Vân An mất, chị gái của Thái có gọi điện qua lại với anh liên tục để bàn về chuyện hậu sự. Và chính chị gái của Thái cũng có đưa ra cái ý định là đưa em bé đi hỏa thiêu ngay. Bởi vì nếu như chôn cất ở cách 40-50 km thì cháu sẽ lạnh lẽo. Quý vị thử nghĩ xem chị của Thái có tốt đến mức độ như vậy không quý vị? Chị của Thái có lo đến mức độ là sợ cháu lạnh lẽo hay không? Hay là lo để cái xác của cháu lại thì sẽ khám nghiệm tử thi lại thì Thái và Trang sẽ bị án tử hình? Có nghĩa là theo em được biết ấy, là Thái bị bắt sau Trang 7 ngày. Trang bị bắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2021. Thái bị bắt vào ngày 29 hay ngày 30 á, có nghĩa là sau 7 ngày. Vậy thì tất cả những cái lời khai, tất cả những cái sự việc đã được Thái tường trình lại với cả gia đình. Nha quý vị nhá. Nên là đã có một cái lời khai nó không thể nào tốt đẹp hơn. Là cháu bị sặc sữa, đỡ cháu lên giường nghỉ, rồi là đưa cháu vào nhà vệ sinh để gọi là mắc những đồ ăn ra để cháu bị sặc sữa. Quý vị thấy không?
Đây là những cái lời khai mà có thể nói là đã chuẩn bị trước hết rồi nha quý vị nha. Đó. Và chúng ta có thể nói rằng đây là những cái thông tin mà chúng ta không thể nào mà chấp nhận được đối với một cặp đôi này. Khi mà làm việc với những cái người ông nội thì ông nội đó là không biết cháu mình bị bạo hành. Và còn một cái thông tin nữa là chính thằng Thái ấy, lại tin vào cái biên bản giám định pháp y. Đó, thằng Thái khi mà bên nhà trường gọi thằng Thái bảo là cháu bị bạo hành à, thằng Thái nói là không, đừng có tin vào lời rèm pha là Vân An là bị sặc sữa qua đời đấy, là hãy đợi chờ vào giám định. Có nghĩa là thằng Thái nó rất là tự tin với lại là cái biên bản giám định đây. Thái rất tự tin nói với trong group của phụ huynh, nói là Nguyễn Thái Vân An ấy là chờ kết quả giám định. Và tự tin chờ kết quả giám định cũng có thể hiểu là Nguyễn Kim Trung Thái biết kết quả giám định sẽ có lợi cho mình, chứng tỏ cháu bé không phải chết vì đòn tra tấn. Và như thế cặp đôi sẽ thoát tội. Đó, có thể là Thái với Trang còn hành hạ một cách man rợ nữa. Em nói với tất cả quý vị nhé, tại sao cái vụ án này đã xảy ra được 8 tháng nay nhưng chưa xử? Thì cơ quan chức năng á, họ sẽ có một cái mục tiêu tiếp theo là sẽ không bỏ lọt tội phạm. Khi mà khui ra được ấy, thì sẽ kéo thêm 2-3 người nữa cơ. Vì sao? Luật sư Nguyễn Anh Thơm lại nói là nếu như không giám định lại thương tích trước ngày 2 tháng 12 sẽ bỏ lọt tội phạm. Có nghĩa là sẽ bỏ lọt vài người. Và chị của Thái á, lại là người đưa ra ý tưởng đưa đi hỏa thiêu. Thì như vậy chúng ta có thể nói là nếu như mà không có camera thì vụ án này sẽ không bao giờ được chứng minh Thái và Trang chỉ bị cái tội hành hạ. Quý vị biết là Thái ấy, nó bị cái tội là hành hạ với che giấu. Con Trang ấy là lúc bị bắt ngày 23 thì nó chỉ bị bắt vì tội hành hạ trẻ em thôi, còn chưa bị cái khởi tố về tội giết người cơ mà. Nhưng mà khi mà thằng Thái bị bắt rồi ấy, thì khôi phục được dữ liệu camera thì lúc đó con Trang mới bị thay đổi tội danh là sang tội giết người. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái camera của Thái nó quan trọng như thế nào. Nó là một yếu tố quyết định đến vụ án này. Nếu như chúng ta có thể nói là nếu như mà không khôi phục được camera trong điện thoại thì không ai biết là Vân An bị đánh. Nhưng mà chúng ta phải nói là sống khôn chết thiêng, không bao giờ cho Thái làm được như vậy đâu. Bởi vì Vân An còn đấy, tuy là đã qua đời rồi nhưng linh hồn em vẫn sẽ tỏa sáng. Em sẽ luôn dõi theo quý vị ạ. À, quý vị, người tốt thì người ta cũng sẽ luôn dõi theo thôi. Còn cái tên tàn ác như Trang Thái chắc chắn sẽ phải bị xử lý. Nhưng mà qua cái thông tin phân tích và bóc tách thì em cảm thấy rằng là cái người quan trọng trong vụ án này sẽ phải là gia đình của Thái. Nha. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà hỏa thiêu xong rồi, điện thoại không khôi phục được camera thì Vân An sẽ mãi mãi bị oan ức. Đúng quý vị, nên là em mong tất cả mọi người là hãy tin vào pháp luật. Chúng ta phải tin vào pháp luật. Nó sẽ là một cán cân công lý. Bởi vì quý vị biết là còn hàng 4 luật sư của chúng ta ha, là những cái một luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là chi hội trưởng một luật sư bảo vệ trẻ em cơ mà. Còn là Thái thì không thể nào thoát tội rồi, dù bố nó như thế nào cũng không thoát tội được. Luật sư Nguyễn Anh Thơm là cũng là một luật sư rất giỏi, 20 năm trong nghề. Luật sư Công Hùng đó, thêm một luật sư nữa ha, cũng gọi là bảo vệ cho Vân Nam thì không thể nào mà bỏ lọt tội phạm được quý vị ạ. Em nói với tất cả quý vị rằng là chúng ta hiện nay đang ở một giai đoạn rất là quan trọng. Thông tin thì không có, hình ảnh thì không công khai, gia đình thì im không lên tiếng. Nó vô tình nó lại tạo một cái điều gì đó thuận lợi cho gia đình của Trang Thái. Bởi vì chúng ta chỉ khi nào công bố được hình ảnh và chỉ khi nào bóc tách được nội dung mới thì lúc đó mới thu hút được khán giả xem. Quý vị thì hãy xem đi. Bây giờ cái lượng xem đã giảm đi, quý vị thì cũng đã bỏ cuộc. Nhiều người đó là lâu quá chìm rồi, không xem nữa. Như vậy thì nó sẽ tạo điều kiện cho gia đình của họ. Nên em nói với tất cả quý vị và các bạn rồi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta hãy vững tin vào pháp luật và phải tin vào công lý và hãy luôn đồng hành cùng nhau để đòi lại công bằng cho Vân An. Và em mong ở trong phiên tòa tiếp theo ấy, thì sẽ có hàng ngàn, hàng triệu người tiếp tục cầm những băng rôn, những khẩu hiệu đứng trước tòa và hô to cái khẩu hiệu là tử hình. Chúng ta biết là chúng ta không có quyền quyết định, chứ chúng ta cũng có quyền lên tiếng. Đúng quý vị, bởi chúng ta quá bức xúc. Nên khi em làm video này, em rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả, những người luôn đồng hành cùng em, kể cả các cô chú lớn tuổi ở trong và ngoài nước cũng luôn theo dõi kênh YouTube của em. Và có rất nhiều người đã ủng hộ em, một cái ủng hộ tinh thần
Có nhiều người có điều kiện thì ủng hộ em bằng vật chất, thì đó là một cái lời cảm ơn sâu sắc nhất từ trong tận đáy lòng, mà em không biết nói sao để cảm ơn tới tất cả quý vị khán giả, đúng không mọi người? Nên là em mong mọi người hãy vững tin và theo dõi với vụ án này. Em thì sẽ không vì một bất cứ lý do nào mua chuộc hay là gì đó để bỏ cuộc giữa chừng. Em cũng sẽ gọi là luôn theo dõi và cập nhật cái thông tin mới nhất, dù là em chỉ kiếm thu nhập thêm ấy, bằng cách là bán những cái sản phẩm như thế này. Quý vị thử nghĩ xem đi. Em cũng lắm lúc lên cái video em cũng gọi là không muốn quảng cáo đâu quý vị, để bán hàng đâu. Nhưng mà không quảng cáo thì bán hàng lấy cái gì ăn, đúng không mọi người? Thì mỗi người ủng hộ một hộp thì cũng được 20 ngàn rồi, 10 người cũng được 200 ngàn. Thì đó là cái kinh phí cho em đổ xăng đi quay phim, thì đó là một cái thu nhập cho em. Chứ em cứ đi nói không thì em lấy đâu ra tiền. Đó, nên là em cũng mong tất cả quý vị và các bạn sẽ hiểu cho em ha. Đừng có nói là ở làm clip mà cứ quảng cáo này kia. Thì em cũng mong nhận được tình yêu thương của tất cả mọi người. Có mọi người thì em mới tồn tại được, và có sự ủng hộ của quý vị khán giả thì em làm clip thì em mới gọi là có người xem ha. Và video này em cũng xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi hết video này của em. Những ai yêu mến em có thể mua sản phẩm ủng hộ em nhé quý vị nhé. 250k một hộp, có thương hiệu của Hoàng Sáu TV. Rất mong được tất cả quý vị và các bạn sẽ ủng hộ em. Video này em xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc bên gia đình và người thân quý vị nhé. Chào mọi người.